Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách lấy Haki 7 màu. Thì để lấy được Haki 7 màu thì cần cấp 1500 nha, nhưng các bạn cần cấp 1950 để mở cái cửa phía sau mình nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ leo lên cái cây phía sau mình. Trên đó sẽ có một cái chổi, trong cái chổi có một NPC. Nhiệm vụ đầu tiên tiêu diệt boss ở đảo đầu tiên mà các bạn qua biển 3. Nhiệm vụ 2 tiêu diệt boss ở đảo phụ nữ. Nhiệm vụ 3 tiêu diệt boss ở đảo cây đại thụ. Nhiệm vụ 4 tiêu diệt boss kế bên dinh thự. Nhiệm vụ 5 tiêu diệt boss ở dưới cái cây này. Sau khi hoàn thành 5 nhiệm vụ thì sẽ mở khóa màu Haki và có thêm 2 danh hiệu nha các bạn. Các bạn tới gặp NPC đổi màu Haki ở dinh thự rồi chọn màu nữa là xong. Màu Haki nó trông như thế này nha các bạn, màu 7 sắc cầu vồng. Chương trình của mình đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem, các bạn cho mình một like và đăng ký kênh để có cơ hội nhận nhiều phần quà nhé.